Thủy Tán Tác giả Hồng Nhung Phần đầu Chiếc nắp hồng được mở toang Ánh sáng cùng gió biển mát rượi lùa vào chiếc hầm ghe đánh cá, xua đuổi bầu không khí ngột ngạt, làm số người nằm xếp lớp như cá mòi dưới khoang ghe cảm thấy dễ chịu. Một cái đầu thò xuống cất tiếng tới hải phận quốc tế rồi nghe bà con. Những tiếng reo vui, thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt phát ra từ bảy chục cái miệng. Phá tan bầu không khí nặng nề, bao trùm trong hầm từ tối hôm qua. Những nụ cười tươi chợt nở trên môi từng khuôn mặt mệt mỏi phờ phạt vì say sóng. Có người làm dấu thánh giá, có người niệm Phật, niềm hy vọng trên từng ánh mắt. Một chặng khởi đầu của một cuộc hành trình định mệnh đã vượt qua một cách dễ dàng. Đám thuyền nhân, đa số tỉnh táo, họ đang ngồi nói chuyện với nhau về tương lai. Bà lời, chú tiệm cầm đồ ở chợ vườn chuối, len đến ngồi cạnh bà thiền tâm sự. Chị biết không, nếu muốn mần ăn lớn thì nghe người ta nói phải qua bên mỹ mới được nếu trời phù hộ tôi qua đó bình an tôi sẽ ăn chay ba tháng rồi mở tiệm cầm đồ lấy lời chừng năm phân thôi bà thiện chưa kịp góp lời thì bà lời đã nói tiếp chị biết không ở bển nghe đâu người ta cho vay lời tới mười mấy hai chục phân lận mình cho vay lấy ít thôi, còn để lại phước cho con cháu, phải không chị? Bà Thiền gật đầu. Thật ra lòng bà vẫn còn nơm nớp lo lắng khi chiếc ghe còn lên đinh nơi biển cả. Nhưng khi nghe bà lời phát họa một tương lai, bà cũng cảm thấy nguôi ngoai nỗi lo. Bà chành nghĩ đến mười mấy cây vàng đã gửi cho ông em rể Hiền còn kẹt lại quê nhà giữ dùm mà đâm ra tiếc. Nếu biết trước là ra khỏi nước một cách quá dễ dàng như thế này, thì cần chi phải lo xa chuyện bị bắt, sẽ phải nhờ ông em đúc lót vàng cho công an để chuộc tự do cho gia đình bà. Bên kia, ông Thiền cũng đang quay sang nói chuyện với một người đàn ông đứng tuổi, dáng dấp bề về, gương mặt có vẻ trí thức hai người nói chuyện có vẻ say sưa lắm người đàn ông khoa tay rồi nói với một giọng quyết liệt ra ngoại quốc mình phải làm một cái gì cho đất nước đúng vậy phải làm một cái gì để cứu 60 mươi triệu đồng bào đang lầm than đói khổ từng ngày nhất định mình phải làm một cái gì phải thực hiện một cái gì phải ráo riết xây dựng một cái gì anh biết không? Ước vọng của tôi sau khi thoát ra khỏi tầm tay của Việt Cộng. Tôi phải tổ chức một cái gì ra trò để đập vào mặt chúng nó. Ông Thiền cất tiếng hỏi. Nói như vậy chắc anh cũng đã có một kế hoạch để hoạt động khi ra ngoài quốc phải không? Người đàn ông giơ ngón tay chỉ vào đầu mình. Tôi có cả trăm kế hoạch chứa trong này, nhưng sẽ tùy cơ ứng biến. Tôi sẽ đi chu du khắp thế giới để vận động một cuộc tranh đấu cho lý tưởng tự do. Đúng thế, phải biểu dương một cái gì? Ông ta ngừng lại một lúc, như để lời phát biểu của mình ngắm vào tâm can người nghe. Rồi hỏi ông thiền, Còn anh dự tính gì khi ra ngoài quốc không? Tôi muốn tiếp tục làm nghề sinh nhai cũ của tôi. Đó là nghề thầu khoáng. Người đàn ông trợn mắt, lắc đầu. Không được đâu. Ra ngoài quốc, muốn hành nghề gì cũng phải có bằng cấp đấy anh ơi. Rất tiếc, anh không phải là quân nhân hay công chức quan trọng của chính quyền cũ, nên không thuộc thành phần ưu tiên nâng đỡ của Mỹ. Vậy anh thuộc thành phần nào? Người đàn ông tạo một nụ cười có vẻ bí mật. Nói nhỏ anh nghe, tôi là nhân viên tình báo CIA của Mỹ đấy. Mai mốt nếu anh cần làm một cái gì, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Bà vợ ông ta nằm mệt lã bên cạnh, trở mình ngồi dậy cầu nhau. Làm cái gì? hở ra là làm cái gì, cái gì. Muốn làm cái gì thì bây giờ ông đi lấy dùng tôi miếng nước uống coi. Người đàn ông liếc bà vợ, rồi vội vã đứng dậy, đi xin nước cho bà. Ở cuối khoang, một đám con gái đang nói chuyện về thời trang và son phấn ở ngoại quốc. Các bà thì đang tụm lại về đề tài da chánh và vòng vàng, chuỗi hột không khí trong chiếc khoang chật hẹp trở nên vui như ngày hội. Họ truyền trò thân mật. Niềm tin và hy vọng hiện lên trên nét mặt mọi người. Đêm hôm đó, mọi người đang ngủ ngon, chợt thức giấc vì chiếc ghe lắc quá mạnh. Tiếng sóng đập vào lường, nghe ình ình như tiếng trống. Nữ, cô con gái ông thiền ngồi bật dậy quay sang phía mẹ, nói Hình như có bảo má à. Bà Thiện cũng lật đật ngồi nhõm lên. Làm gì có chuyện đó con? Như để trả lời bà Thiện, một cơn gió mạnh hất tung chiếc nắp hầm qua một bên, rồi mưa tạt xuống khoang nghe xối xả. Mọi người nghe nhốn nháo, tiếng sét nổ xé trời làm lũ trẻ con khóc ré lên hai đứa em của nữ cũng ôm chặt lấy bà thiện mếu máu làm ông thiện cũng mất bình tĩnh ông quay sang bên ông bạn cia hỏi tại sao có bảo mùa này vậy anh ông cia lắc đầu tay bám chặt lấy mấy thanh gỗ bên sườn ghe cho khỏi bị té tôi đâu có rành về cái vụ đi biển có thể là một cơn bão bất ngờ bà vợ ông ta ôm chặt lấy thân chồng mình phải làm sao bây giờ hả ông người đàn ông lắc đầu tôi cũng như bà ngồi chịu chết trong ghe chứ biết làm cái gì bây giờ chỗ gia đình nữ ngồi ngay dưới nắp hầm nên lãnh tròn số nước mưa tạt vào. Gió mạnh rít lên từng hồi. Nữ vội nhoi đầu lên khỏi miệng hầm, đưa tay cố kéo chiếc nắp đầy lại. Nhưng sức gió mạnh quá, đè chiếc nắp hầm dính sát sàn ghe. Chớp lóe lên sáng rực cả bầu trời tối đen như mực. Mưa ướt sũng cả đầu tóc, mình mẩy nàng những hạt nước cứ thi nhau tạt vào mặt nàng đau rát bà thiền thấy con gái đang lúng túng vội quát chồng trời ơi ông không đứng lên phụ nó một tay mà còn ngồi ngó chi không biết nữa ông thiền chợt lấy lại tinh thần ông đứng lên toan đến bên nữ để phụ nàng thì ghe lắc mạnh làm ông mất thăng bằng té nhào xuống đau điếng ông C.A. bên cạnh ông thiện cũng muốn đứng dậy để phụ cô gái nhưng bà vợ vẫn nắm cứng lấy chân ông chồng nên không xoay sở được nữ cố bầm môi cố sức giở chiếc nắp hầm may lúc ấy vũ người con trai của ông tư tài công cũng đã lòn xuống từ phòng lái tới phụ nàng đầy chiếc nắp hầm rồi cài then lại vũ nói lớn bão lớn quá. Nữ lo ngại hỏi, liệu ghe mình chịu nổi không hả anh? Không biết nữa, nhưng chắc là không sao đâu. Chiếc ghe lại lắc lư mạnh, nghiêng bên này, ngã bên kia, kêu răng rắc, làm đám hành khách thi nhau ói mửa. Thỉnh thoảng nó bị nhấc lên cao rồi lại rơi nhanh xuống, khiến mọi người thóc bùng mưa bão gào thét điên cuồng sấm sét nổ như xé trời từng khối nước biển thi nhau phóng lên không trung rồi quật xuống chiếc ghe bé nhỏ đàn người vượt biển trong khoang bị nhồi như tử đè cả lên nhau nhiều người bị lả đi vì bị ói quá nhiều tiếng mưa bão ngoài trời pha lẫn tiếng khóc của trẻ con tiếng la hét của người yếu bóng vía, tiếng cầu kinh niệm Phật, tiếng khóc, tiếng quát tháo của mấy người đàn ông trấn an vờ, náo loạn cả lên. Tất cả trong khoang ghe trở nên hỗn độn, kinh hoàng. Trên phòng lái, trời tối đen như mực. Những ánh chớp nổ vang trời như muốn xé tan màn đêm từng đợt sóng cao dâng lên rồi đổ xuống chiếc ghe với một sức mạnh kinh hồn, làm như muốn đập tan nó ra thành từng mảnh vùng. Ông Tư tài công cột chặt thân người vào chiếc bục gỗ ngồi. Ông cố ghiềm vững tay lái cho ghe lướt dọc theo triền sóng. Những cơn sóng cả và lóc đã làm chiếc ghe quay mòng mòng, ngục lặng như muốn chìm vợ ông tư tài công lo lắng cho chồng nên mò lên phòng lái bà ôm chặt lấy cây cột chống ông tư tài công quát tháo đuổi vợ xuống khoang nhưng bà tư vẫn đứng ì tại chỗ đã mấy lần bà suýt bị sóng cuốn đi dù không làm được gì trong phòng lái nhưng bà cần có mặt bên chồng để chia sẻ nỗi nguy hiểm và yểm trợ tinh thần người lèo lái con thuyền. Một tiếng sóng nổ vang trời. Tiếp theo là một cột nước khổng lồ dâng lên cao ập xuống phòng lái, nhổ phăng đi chiếc cột chỗ bà Tư Tài Công đang nắm. Người đàn bà kêu thất thanh rồi ngã nhào, bị khối nước kéo tuột ra khỏi phòng lái. Những ngón tay của người đàn bà cố bấu mạnh xuống sàn ghe để níu lại, nhưng cũng không cưỡng lại nổi sức nước cuốn. Ông Tư vội buông tay lái, nhào ra chụp lấy cánh tay vợ. Thân người bà Tư đã bị tụt xuống dưới bên hồng ghe, đồng đưa. Chiếc ghe không người lái quay tròn, nghiêng ngã như muốn lật úp trong tiếng gầm thét của phong ba. Ông Tư một tay nắm lấy tay vợ, một tay níu lấy cái bề cửa, cố ghi lại. Nhưng một ngọn sóng khác kế tiếp quật lên sàn ghe, kéo người đàn bà tuột khỏi tay chồng. Ông Tư hét thất thanh. Trời ơi, vợ tôi! Nhưng tiếng sóng bão đã át đi tiếng thét thảm não của ông Tư tài công vũ chạy lên phòng lái kịp thấy cha mình sắp lọt xuống biển chàng vội nằm rạp xuống gắng sức kéo ông vào phòng lái ông tư gào lên vũ má mày bị nước cuốn đi rồi vũ nghe nói hoảng hồn nằm rạp xuống sàn cố trường tới lường ghe nhìn xuống nước để tìm mẹ nhưng dưới ánh chớp Bóng bà Tư mất dạng trong sóng biển. Tim Vũ xe thắt lại. Chàng gào to. Má ơi! Má ơi! Chiếc ghe bị sóng đẩy nghiêng hẳn về một bên như muốn lật, khiến Vũ phải vội vàng bò lại phòng lái, điều khiển cho chiếc ghe nương theo sóng. Ông Tư tài công khều xuống, ôm chặt lấy thành cửa ghe, lặng người đi ông chỉ muốn buông tay ra để chìm theo vợ mưa bão vẫn gào thét điên cuồng sấm sét nổ như muốn phá tan bầu trời đen kịt từng khối nước biển dâng cao vẫn tiếp tục thi nhau quật mạnh xuống chiếc ghe bé nhỏ dưới khoang ghe bà quất ôm chặt lấy chồng cái bào thai sáu tháng trong bụng hành hạ bà dữ dội Bà cảm thấy bụng đau nhói lên như có ai cầm dao nhọn đâm vào. Bà quằn quại đau đớn thét lên. Ông Quốc quýnh quán quay sang ông bác sĩ quân y tường nằm bên cạnh toan cầu cứu. Nhưng ông bác sĩ duy nhất trong ghe cũng đang ôm bụng gặp người xuống mửa tháo ra. Tình cảnh trong ghe thật là bi đát, hỗn loạn, chợt chiếc ghe bị hất tung lên cao rồi rơi mạnh xuống như trời giáng lường ghe lại kêu rắc rắc rồi phía hông bên trái bị một kẻ nứt nước rỉ vào khiến mọi người hốt hoảng rẽ lên ghe nứt rồi nước tràn vô bà con ơi đám người mất tinh thần vội dồn sang một bên để tránh chỗ nước rỉ tiếng kêu khóc lại vang lên dữ dội một thanh niên bò tới chân thang hét vọng lên phòng lái báo động. Vũ phải giao tay lái cho ông Tư tài công, chạy xuống, tay cầm một bịch dầu trét ghe. Vũ hét to. Đừng có dồn hết sang một bên, coi chừng ghe lật đó. Mặt chàng nói, chẳng ai thèm để ý. Vũ tới bên lường ghe, móc dầu trét vào kẻ nứt mấy người đàn ông nữa tới trách phụ với Vũ. Kẻ nứt ngừng rỉ nước. Đám người bây giờ mới chia đều ra hai bên. Người nào cũng ráng bấu lấy những thanh gỗ nơi lường ghe để khỏi bị xô vào nhau. Trên phòng lái, ông Tư cố nén đau thương, đang cố gắng điều khiển chiếc ghe lướt trên triền sóng. Từng đợt sóng cả nhô cao rồi đổ xuống, đập mạnh vào lường ghe, nghe ầm ầm, làm thân ghe chuyển mình kêu răng rắc. Vũ cố gắng bò trên sàn ghe ra chỗ để thăm chừng những chiếc can nhựa 20 lít, chứa nước ngọt. Nhưng xui xẻo, sợi dây thần cột chúng lại với nhau bị đứt từ lúc nào. Những can nước mất hết, chỉ còn sót lại ba can nằm trên vên trên sàn ghe đang chờ sức sống hất chúng xuống biển. Vũ hốt hoảng chụp lấy ba can nhựa đựng nước ngọt kéo vào trong, rồi chuyển chúng xuống miệng hầm cho đám thanh niên ở dưới khoang chất vào một góc. Dù sao thì trên biển cả, nước ngọt là mạng sống của con người. Nước mưa tạt xuống khoang làm những người bị ướt la ré lên dồn tránh qua một bên vũ đẩy nắp hầm lại một khối nước khổng lồ quật xuống thân vũ khiến lòng ngực chàng tức như búa bổ vũ níu lấy đám lưới trên sàn ghe bò dần về phòng lái chàng thấy ông tư tài công một tay đang ôm mặt một tay lái ghe vũ hốt hoảng hỏi bà bị sao thế đầu tao bị đập trúng cái tay lái, hơi ê ẩm. Nhưng không sao cả. Liệu cơn bão này có kéo dài không hả ba? Không biết nữa. Trong ánh chớp, Vũ thoáng thấy tráng ông tư tài công rỉ máu. Chàng vội nói. Bà xuống dưới kiếm cái gì mà băng đầu đi, để con cầm lái cho. Cơn bão vẫn nhồi chiếc ghe đáng thương cho đến khi mọi người đều nằm rạp vì say sóng và họ thiếp đi trong mệt mỏi rã rời. Cơn thịnh nộ của đại dương dịu dần cho đến tờ mờ sáng thì dứt hẳn. Bầu trời quang đảng. Trong ánh sáng của hừng đông, mặt biển lại phẳng lặng, hiền hòa như chẳng có chuyện gì đã xảy ra trong đêm qua nắng bàn mài rực rỡ, chan hòa trên vùng nước màu xanh thẳm. Nữ lần lên trên sàn ghe để cho thoáng khí. Tiếng máy ghe đã im bặt từ lúc nào, chỉ còn tiếng sóng rì rào. Ông Tư tài công. Ông Thiện và mấy người đàn ông nữa đang lùi cui nơi phía sau đuôi ghe. Một người đàn ông hỏi. Bánh lái bị trục trặc có sửa được không hả chú Tư? Chưa biết rõ, còn coi cái đã. Mấy gương mặt chăm chú nhìn xuống vùng nước xanh. Nơi bánh lái, một cái đầu chật trồi lên khỏi mặt nước. Mọi người nhận ra là Vũ. Ông Thiền nóng ruột hỏi. Bị sao vậy? Vũ đạp cho người nổi lên rồi đưa tay vuốt nước trên mặt bánh lái gãy mất tiêu rồi câu trả lời như tiếng sét đánh ngang đầu mọi người ông tư tài công hỏi vòng xuống mày có coi kỹ chưa vũ bơi sát lại hông ghe rồi leo lên coi kỹ rồi vô phương nữ cảm thấy tim mình xe thắt lại. Một người đàn ông lên tiếng hỏi với giọng lo sợ. Còn cách nào cứu vãn không ông Tư? Ông Tư tài công lặng yên không nói. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của ông tài công, người ta đoán được câu trả lời. Ông CA nói lớn. Bây giờ chúng ta phải làm một cái gì đi chứ? ông thiện quay qua hỏi ông ta vậy chứ ông muốn làm cái gì bây giờ ông ca giơ tay phát họa vào không khí chẳng hạn như làm một cái bánh lái khác lấy gỗ sắt cưa bào đục đâu mà làm ông ca nhún vai cái đó là lỗi của các ông tổ chức không dự phòng trường hợp này có thể xảy ra để mà đem theo một cái bánh lái sơ cua." Ông Từ khoát tay. "Bây giờ không phải là lúc chúng ta tranh luận nữa. Trận bão vừa qua đã làm gãy cái bánh lái. Sóng biển còn cuốn hết cả nước uống và mấy thùng đồ ăn của chúng ta rồi. Chỉ còn ba can đựng nước duy nhất may mắn sót lại đang để dưới khoang tất cả chúng ta sẽ phải sống cầm hơi bằng ba can nước đó cho tới khi được tàu buôn cứu. Tôi đề nghị tất cả ưu tiên cho con nít và đàn bà. Mọi người nghe nói đều lo sợ. Cảnh biển thật đẹp, vậy mà lòng họ đang héo hon, u ám như bầu trời có giông bão. Nữ hỏi Vũ. Tôi cảm thấy lo quá, anh có nghĩ là tình trạng ghe mình trở nên nguy ngập không? Vũ thở dài. Người ta có thể nhịn đói vài ngày không sao. Nhưng thiếu nước chừng vài giờ thôi thì mọi người trên ghe đều xỉu cả. Câu trả lời tuyệt vọng của Vũ khiến nữ thật buồn. Nàng đưa mắt nhìn đại dương bao la không bờ bến màu xanh thẳm của biển sao lạnh lẽo quá. Hình bóng tử thần như lãng vãng quanh đây. Không ngờ chuyến đi tìm một sinh lộ cho đoàn người lại là con đường chết. Sóng vỗ nhẹ nhẹ vào lường ghe trong tiếng gió biển vi vu, âm thanh buồn thảm. Nữ quay sang hỏi Vũ. Tại sao mình không đốt khói lên để làm hiệu kêu cứu những chiếc tàu đi qua đây? Vũ trầm ngâm một chút rồi trả lời. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng chỉ sợ lỡ mấy thằng hải tặc Thái Lan nó kéo tới đây thì mình lại chết sớm nữa. Cứ thủng thẳng rồi tính. Nữ im lặng, ngao ngắn, lại thêm một mối lo sợ nữa mà nàng quên không nghĩ tới trên chiếc ghe này phần lớn là đàn bà con gái chắc chắn họ sẽ là mồi ngon cho bọn hải tặc vô lương tâm ông tư tài công bỏ ra mũi ghe đứng im lặng nhìn xuống mặt nước nét mặt buồn rười rượi cũng khung trời xanh cũng nắng đẹp cũng sóng biển hiền hòa này Ngày hôm qua ông và vợ con còn ngồi trong phòng lái bàn chuyện tương lai. Vợ ông mơ ước, nếu gia đình ông được đến bất cứ một quốc gia nào thì ông nên tiếp tục làm nghề đánh cá như ngày xưa. Bà sẽ cố gắng cuốc xới một mảnh vườn nho nhỏ đằng sau nhà để trồng thêm những loại hoa màu và nuôi vài con gà để lũ con và ông có thức ăn tươi. Bây giờ, người đàn bà hiền lành, chất phát đó đã nằm yên dưới lòng biển lạnh. Ông Tư tài công nấc lên, hai giọt lệ lăn dài trên đôi má nhăn nheo. Vũ đến bên ông lên tiếng an ủi. Thôi bà cũng đừng buồn nữa. Trong hoàn cảnh khốn khổ này, ai đi trước thì người đó yên phận những kẻ còn lại như chúng mình nếu không có tàu vớt thì cũng chết dần mòn vì đói khát mà thôi ông tư vẫn lặng im đôi mắt rưng rưng nhìn biển khơi vũ thở dài